Xin chào các em đã quay trở lại với audio của Học Văn Chị Hiên. Đến với truyện ngắn Vợ Chồng A Phù của nhà văn Tô Hoài, chị sẽ cùng các bạn đi làm rõ hình ảnh đêm mùa đông cởi trói cho A Phù, thổi bùng ngọn lửa ham sống và hành động cắt dây cởi trói đòi tự do. Sau đêm tình mùa xuân, Mị lại trở lại là người đàn bà cam chịu, nhẫn nhục, bộc lộ trong việc Mị phải thức suốt đêm để xoa thuốc cho chồng, dù chính bản thân cô cũng đang chịu nỗi đau đớn, nhức nhối do bị trói. Sự nhẫn nhục lên đến mức cực điểm khi Mị bị A Sử co chân đạp vào mặt mà không dám nói gì, chỉ lặng lặng cầm nắm thuốc lên, tiếp tục đều đều xoa lưng cho chồng. Mị sẽ tiếp tục lặng lặng như thế nếu không có một sự kiện đặc biệt tác động đến cô. Đó là sự việc A Phủ bị trói vào đêm đông lạnh lẽo. Mùa đông trên núi cao dài và lạnh lắm, Mị có một thói quen không thể bỏ, đó là sưởi lửa mỗi buổi đêm. Với Mị, bếp lửa là người bạn, là tri âm, là tri kỷ, là thứ hiếm hoi, mang tới cho Mị một nguồn sáng ấm áp, giúp Mị vượt qua sự lạnh giá, cô đơn trên dẻo cao này. Dù đã có nhiều lần A Sử về và nhìn thấy Mị sưởi lửa, hắn đạp Mị ngã lăn, nhưng Mị vẫn nhất quyết không bỏ thói quen ấy. Có lẽ cũng chính vì thói quen này và ánh sáng của bếp lửa đã giúp Mị nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của A Phủ. Để lòng ham sống của cô gái này được bùng nổ, giải thoát cho người và cũng chính là tự giải thoát cho mình. Nhà văn Tô Hoài rất tinh tế khi lựa chọn chi tiết bếp lửa. Đây là hình ảnh vừa hướng người đọc tới sự ấm áp, tới ánh sáng, vừa khiến cho người đọc có những linh cảm nhất định về những điều sáng lạng hơn sẽ đến với số phận của những nhân vật cùng đường. Và may mắn thay, nhờ vào ánh lửa bập bùng năm ấy, Mị đã nhìn thấy A Phủ trong đêm. Cũng như Mị, A Phủ là nạn nhân của chế độ độc tài phong kiến miền núi. Những va chạm mang đầy tính tự nhiên của lứa tuổi thanh niên trong những đêm tình mùa xuân đã khiến A Phủ trở thành con ở gạt nợ trong nhà thống lý. Chỉ vì muốn bảo vệ cho thanh niên làng mình, vì những hành động khiêu khích từ A Sử, A Phủ đã đánh A Sử một trận đau điếng. Dù thực tế anh đã nhìn ra A Sử là con quan khi nắm lấy chiếc vòng cổ của A Sử. Và bản năng của một người con vốn sống gắn bó với núi rừng, ham thích săn bắn đã đẩy A Phủ tới hiện thực phũ phàng, bị trói đứng. A Phủ đi chăn đàn bò, mải bẫy nhím để hổ ăn mất nửa con bò. Thống lý bá cha không quan tâm, điều những tên địa chủ như hắn quan tâm chỉ là đã mất một con bò và A Phủ phải chịu phạt. Chính hoàn cảnh bi thương đó đã đánh thức lòng thương cảm trong con người Mị. Nhưng tình thương đó không phải tự nhiên bùng phát trong Mị, mà là kết quả của quá trình đấu tranh giằng xé trong thế giới nội tâm của cô. Mấy hôm đầu Mị vô cảm, thờ ơ với hiện thực trước mắt. A Phủ là cái xác chết đứng đó cũng thế thôi. Cô Văn như một minh chứng sự tê dại trong tâm hồn Mị. Bởi trong hoàn cảnh của Mị, cô gái này thực sự đã quá khổ để có thể đồng cảm với nỗi khổ của người khác. Thậm chí, trái tim của Mị bây giờ còn mất hết những cảm xúc, chỉ còn có một trái tim đóng băng, lạnh giá vô cùng. Hơn hết, Mị hiểu rằng chuyện người ta bị phạt trói đứng cho đến chết ở nhà thống lý cũng là chuyện bình thường. Thế nên, đứng trước một con người đang cạn dần nhựa sống mỗi ngày, Mị không có chút cảm xúc nào. Miêu tả thái độ rừng rưng của Mị trước cảnh A Phủ bị trói là cách nhà văn lên án gay gắt sự tàn bạo của tầng lớp thống trị. Bởi chúng không chỉ tước đoạt tự do mà chúng còn tàn phá, hủy hoại đời sống tâm hồn, khiến họ tuy chưa chết nhưng cũng không phải sống theo đúng nghĩa. Bước ngoặt bắt đầu từ những dòng nước mắt. Một dòng nước mắt lấp lánh bỏ xuống hai hõm má đã xám đen lại. Và giọt nước mắt kia là giọt nước mắt cuối cùng làm tràn ly nước. Nó đưa Mị từ cõi quên trở về với cõi nhớ. Mị nhớ mình đã từng bị trói, đã từng đau đớn và bất lực. Mị cũng đã từng khóc, nước mắt chảy xuống cổ, xuống cằm, không biết lau đi được vào đêm tình mùa xuân năm ấy. A Phủ, nói đúng hơn là dòng nước mắt của A Phủ đã giúp Mị nhớ ra hoàn cảnh của mình, xót thương cho chính mình. Nước mắt như một sợi dây kết nối những số phận bất hạnh để từ sự đồng cảnh dẫn tới nỗi đồng cảm được nảy sinh.
nhìn vào giọt nước mắt của A Phù và nhận ra kết cục bi thảm đang chờ đợi A Phù ở phía trước. Cơ chừng này chỉ đêm mai là người kia sẽ chết, chết đau, chết đói, chết rét, phải chết. Cái chết đã từng đến với một người đàn bà, cái chết từng đối mặt với Mị, và bây giờ nó đang chờ đợi A Phù. Kẻ gieo rắc cái chết là cha con Thùng Lý Bá Cha. Mị nhận ra rằng chúng nó thật độc ác. Chính nhận thức về tội ác đã nảy sinh lòng căm phẫn trước sự tàn nhẫn, bất công. Mị nhận ra tội ác của cha con Thùng Lý Bá Cha, sự phi lý của kết cục mà A Phù phải đối mặt. Trong ý nghĩ của Mị lúc ấy, người kia việc gì mà phải chết thế? Ở lần trước, đối mặt với thảm cảnh của mình, Mị chỉ thấy đau khổ khiến người ta trở nên yếu đuối. Khi đối diện với thảm cảnh của A Phù, Mị lại thấy căm giận, bất bình. Đây là động lực thôi thúc Mị phản kháng. Mị đã nghĩ tới việc cắt dây cởi trói cứu A Phù, cũng nghĩ luôn cả tới việc mình sẽ bị trói đứng bỏ kia cho tới chết. Nhưng ở thời khắc ấy, Mị không thấy sợ, vì trong Mị lúc này lòng căm hận và tinh thần phản kháng còn cao hơn nỗi sợ. Nghĩ thế, Mị cầm con dao, cắt nốt dây mây, cởi trói cho A Phù. Hành động của Mị diễn ra rất nhanh, sau khi những luồng suy nghĩ vẫn đang chồng chéo trong đầu. Mị phải cứu người đàn ông kia, người đàn ông kia tại sao lại phải chết? Chúng nó thật độc ác. Và Mị đã từng bước đến gần với con người đang cận kề cái chết, cứu A Phù, nhưng Mị cũng đang lo sợ cho số phận của mình. Thật ra thì Mị đã nghĩ tới bước đường cùng là mình sẽ trở thành người bị trói thay vào đấy cho đến chết. Mị cũng không sợ, Mị cầm con dao cắt dây mây cởi trói cho A Phù. Hành động của Mị diễn ra trong khoảnh khắc rất ngắn, cho đến khi gỡ được hết những vòng dây trói trên người A Phù. Lúc đấy, Mị mới hốt hoảng, và sau một khoảng thời gian dài câm lặng, Mị cất thành tiếng nói. Trong tác phẩm, khi Tô Hoài viết về nhân vật Mị, có một điều vô cùng đáng chú ý. Ở Hồng Ngài, chỉ có duy nhất hai lần Mị cất thành tiếng nói. Lần đầu tiên là xin cha đừng bán con cho nhà giàu. Và lần thứ hai chính là khi Mị nói với A Phù, đi ngay. Không thể phủ nhận, trong khoảng thời gian ở nhà Thống Lý Bá Cha, có nhiều thời điểm Mị muốn được tỏ bày những điều mình suy nghĩ bằng tiếng nói. Nhưng nó chỉ được thể hiện bằng tiếng khóc, thái độ, hành động, nhưng đó đều là những tiếng nói câm nín, không bộc lộ trực tiếp ra ngoài. Vậy mới thấy, trong khoảnh khắc này, dù đó chỉ là một tiếng nói thì thảo rất ngắn, nhưng chính phát ngôn trên miệng của Mị trả lại vẹn nguyên một cô Mị của thuở ban đầu, một con người còn có tình thương. Thế rồi, trong giây phút Mị đứng lặng trong bóng tối, biết bao nhiêu những suy nghĩ đang xuất hiện. Tô Hoài không nói, nhưng nó thực sự giống như một cơn bão lớn đang đến. Cắt dây trói cho A Phù là Mị đã kê sẵn nửa cái cổ mình lên bàn chém của bọn phong kiến chúa đất, thứ luôn luôn lăm le, tước đi mạng sống của con người một cách vô tình và rẻ mạt, một khi dám xâm hại đến lợi ích của chúng. Mị chỉ còn một con đường giải thoát duy nhất là bỏ chạy. Mị đứng lặng trong bóng tối, rồi Mị vụt chạy ra. Vài giây đứng lặng ngắn ngủi đó thôi, nhưng lại là thời khắc quyết định số phận một con người. Mị đã vụt chạy là hành động nhanh và tức thời, nhưng không phải bồng bột. Mị đang đấu tranh cho chính hạnh phúc của bản thân mình. Sức sống của cô gái này bây giờ phát khởi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mị đã cởi trói được cho người và cởi trói được cho cả mình khỏi chốn địa ngục trần gian. Mị băng đi và đuổi theo kịp A Phù. Nói nhanh hai câu không kịp để cho A Phù trả lời. A Phù cho tôi đi, ở đây thì chết mất. Sự dứt khoát trong lời nói và hành động của Mị là biểu hiện rõ nhất cho sức sống tiềm tàng, mãnh liệt của con người lao động vùng dẻo cao. Câu nói ấy đã thể hiện mạnh mẽ lòng ham sống đang dội vào con người bé nhỏ này. Đó cũng là một tiếng kêu cứu khẩn thiết của những con người vô cùng đáng sống mà không được sống trọn vẹn. Lòng ham sống bây giờ bộc lộ thành lời nói, chuyển biến thành hành động. Đám cháy lớn ấy, Tô Hoài để nó diễn ra vừa gấp gáp, vừa hồi hộp, lại vô cùng hợp lý với diễn biến tâm lý nhân vật. Tại sao Mị lại bỏ chạy? Tại sao Mị lại cất tiếng đề nghị A Phù cho đi cùng? Lời nói chỉ vòn vẹn có mấy tiếng ấy đã trở thành ấn tượng lớn lao trong lòng bạn đọc
về lòng ham sống bùng lên mãnh liệt của con người bé nhỏ này. Có lẽ nó xuất phát từ những gì Mị đang chứng kiến khi Áp Phủ quật sức vùng lên bỏ chạy. Hình ảnh ấy giống như tiếng sáo trong đêm tình mùa xuân, nó đập thẳng vào nhãn quan của Mị, thổi bùng lên lòng ham sống trong Mị. Trước mắt mình bây giờ là một con người đã kiệt sức, vậy mà vẫn đang vùng lên, bỏ chạy để tìm ra đường sống. Và Mị đã quyết định chạy theo Áp Phủ, chạy theo tiếng gọi của tự do. Mị cắt sợi dây trói hữu hình cho Áp Phủ, cứu thoát Áp Phủ. Thế nhưng, đó cũng là hành động Mị tự giải thoát cho sợi dây trói vô hình của mình. Những câu thoại ngắn được Tô Hoài đặt để trong diễn biến cảm xúc tự nhiên, hợp lý của nhân vật. Những câu thoại đưa Mị về đúng với Mị của những tháng năm, chưa trở thành cô con dâu gạt nợ không công, đưa Mị trở về hình ảnh của một cô gái rõ ràng, quyết đoán, mang trong mình những khát vọng tự do và hạnh phúc. Nhà văn Tô Hoài đã viết về Mị với tất cả lòng yêu thương, thông cảm. Và chỉ có lòng yêu thương thông cảm, Tô Hoài mới phát hiện ra vẻ đẹp tiềm tàng trong tâm hồn những con người ham sống như Mị.